Về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị 12 tỉnh, thành phố, trong đó có Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Con Tâm và Gia Lai, tăng cường triển khai tiêm vaccine AstraZeneca của Cuba. Bộ Y tế cho biết là theo báo cáo đến ngày 28 tháng 1, thì số vaccine Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều. Để sử dụng hiệu quả vaccine Abdala hiện còn ở một số địa phương, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương rà soát không để sót đối tượng tiêm chủng, tăng cường các hoạt động truyền thông vận động người dân đi tiêm mũi 2, mũi 3 vaccine Abdala. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala trong tháng 2 này, kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Vắc xin Abdala của Cuba được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 vào tháng 9 năm ngoái là vắc xin COVID-19 thứ 8 được phê duyệt tại Việt Nam.